úy, ông thật to gan. Tướng quốc, ai nói gì vậy? Những người kinh thương gan nhỏ như thỏ đế, làm sao có người to gan chứ? Cấu kết nước Tề, yểm trợ mật thám vào Tần, đầu có dám mất mà gan không lớn sao? Tướng quốc, oan quá. Sứ thần nước khác vào Tần, trước tiên phải báo với triều đường, rồi vào điện diện thánh. Trần Trần khách khanh nước Tề, chẳng lẽ ông không biết? Lộ phí tiêu hết, làm việc trừ nợ, thủ phú thiên hạ, danh dĩ thiên hạ, chỉ vài lý lẽ đã méo mó như vậy. Tướng quốc tha tội. Tiểu nhân nói cho ngài biết, lần này tiểu nhân đến nước Tề mua hàng, bị Tề vương bắt giữ. Ông ấy uy hiếp tiểu nhân, bắt tạo thuận tiện cho Trần Trần vào Tần. Hắn đến làm gì? Hắn nói nước Tần hành lạc tại Long Môn, không biết là có ý gì, đặc biệt phái Trần Trần đến thăm dò. Hôm nay mời tướng quốc đến đây cũng là chủ ý của Trần Trần. Hắn nói là muốn thăm dò chút tin tức từ miệng ngài. Y úy, nếu còn chuyện gì giấu giếm ta, ta sẽ không bảo vệ ông được đâu. Tướng quốc, tiểu nhân chỉ là giả giấy thông hành, tiện cho Trần Trần vào thành, không còn gì khác nữa. Nội điều này cũng đã có thể bị mất đầu. Tướng quốc không nói thì không ai biết. Nếu như Trần Trần đồng ý ở lại thì ông không sao. Nếu như hắn không chịu thì ông chuẩn bị tạ thế đi. Tướng quốc, chỉ là chuyện con thôi, ngài đừng dọa tiểu nhân. Chỉ là chuyện còn con. Hôm nào ta tặng ông bộ luật Tần, từ từ mà xem. Tiên sinh mau ngồi đi, đừng đứng như vậy. Mau ngồi đi. Cảm ơn. Ngồi đi. Ngồi đi. Mời ngồi. Mau mời tiên sinh ngồi. Mời. Ngồi đi Trần tiên sinh. Vị tiên sinh này phải canh giữ chặt chẽ, đừng để chạy mất. Tiểu nhân hiểu rồi, giống như hồi trước canh giữ đại nhân vậy. Canh giữ hắn. Nói cái gì vậy? Đại nhân tha tội. Chúa công. Trần Trần tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, không hẹn mà gặp ở Hàm Dương. Thảo dân Trần Trần tạ ơn chúa công dành thời giờ triệu kiến, vốn vội vàng mà đến, chọn niềm vui mà đi, không dám quấy rầy Tần quân. Nhưng nay tướng quốc có lòng, khó từ chối. Thảo dân vừa mừng vừa lo. Tiên sinh đã vào Tần thì ở lại nước Tần thêm một thời gian, đi dạo chung quanh xem sao. Nước Tần mến tài trọng tài, tiên sinh đừng ngại chọn một chức vị để phát triển trí lớn. Nói câu thật lòng, Trần Trần vốn có ý làm việc cho Tần, nhưng mà tai nghe mắt thấy chính của tướng quốc nên không còn hứng thú. Xin chỉ giáo. Tướng quốc từng nói, biết mà không nói là bất trung. Làm kẻ nhân thần có lợi lợi cho nước mà không can gián quốc quân không phải trung thần. Nước Tần mới hành lạm là phỏng theo chu lễ, theo chính đạo vốn là chuyện tốt. Nhưng tướng quốc tâu thỉnh xưng vương, vì chạy theo hư danh của Tần vương mà không quan tâm phản tăng, dẫn đến thủ địch của các nước. Đây là chiến quốc, thiên hạ đều là chiến quốc, nên tồn tại ở sự hy vọng người chết ta sống. Nước Tần xưng vương không có ý gây thù, cũng không đòi hỏi sự bày tỏ tốt của nước khác, chỉ cần xứng với vương hiệu này là xứng đáng đội vương quán, mặc kệ nước khác tính toán thế nào. Nếu là vậy, tại sao còn cưỡng bức Hàn Ngụy xưng vương? Trần Trần tiên sinh. À, người đâu? Ban tọa. Ngồi, ngồi. Với Ngụy Hàn là nước láng giềng của nước Tần, có hận xưa, từng động binh đao,
Quả nhân đã mệt mỏi vì phân tranh rồi, chỉ mong hòa thuận với nhau, nên chủ động tỏ ý tốt mời xưng vương. Đâu có ý ép buộc. Hơn nữa, nước Tần nhỏ yếu, đâu dám dùng mạnh. Tần vương nói vậy, e là không lừa được người. Tần có dã tâm thôn tính thiên hạ từ lâu, nhưng cũng biết không thể dựa vào sức một nước mà diệt một nước. Không phải là không thể, thật sự là không được. Nếu Tề thôn Tính Yên, Tam Tấn ắt sẽ đánh. Nếu Sở chiếm Ba Thục, nước Tề sẽ không ngồi nhìn. Tương tự, Tần cũng không diệt được Ngụy Hàn, bởi vì Tề Sở sẽ không quanh tay. Cho nên Tần quân mới có buổi lễ xưng vương này. Không thể xâm chiếm nên muốn lấn chiếm. Nước Hổ Sóc cũng biết mối họa ăn như hùm đổ. Quả nhân rất ghét ai nói nước hổ sói. Được nghe tiên sinh có tài, lại khiêm tốn với người. Có mỹ danh nhân nghĩa quân tử, tại sao lại ở đây buông lời sằng bậy? Có phải là vì tôi tiến cử làm cho Tần, cho nên dùng lời độc ác, cố tình khiến chúa công căm ghét mà bỏ không dùng? Nhân tài vào Tần, Tần nhất định hứa trao vị cao và bổng lộc hậu hĩnh. Nhưng nếu đúng như tướng quốc nói, tiên sinh không có ý làm cho Tần, thì quả nhân không miễn cưỡng. Thành Hàm Dương này mỗi ngày có vô số danh sĩ vào Tần, vô số danh sĩ rời Tần. Tới lui tùy ý. Thảo dân, cáo từ. Chúa công bớt giận. Thứ lỗi thần tiến cử sai. Trần Trần thật sự có tài, quả nhân nhất định sẽ dùng. Sao lại nói vậy? Trần Trần tiên sinh, những lời vừa rồi trách Tần vô đạo. Không phải vô lý, thao thao bất tuyệt, không thiếu nhận xét. Hắn đến Tần cũng chưa lâu phải không? Dạ. Thì đã nắm rõ tường tận kế sách bang giao chính sự của nước Tần. Các nước đối đầu với nhau, nước mạnh muốn mạnh sẽ khiến nước yếu càng yếu. Nước yếu muốn mạnh nhất định liên tục chống mạnh. Điều hắn nói chính là đạo lý này. Quả nhân gặp không ít danh sĩ, nhưng người có thể phân tích thiên hạ thấu đáo như vậy không quá ba người. Tướng quốc là một, Tê Thủ là hai, còn lại chính là Trần Trần tiên sinh. Tề vương chưa hiển nạp tài, không tiếc ngân lượng. Trần Trần là nhân quân tử, e là sẽ khó phản Tề đầu hàng quân Tần. Nhân tài như vậy, nếu giúp Tề mưu chính là mối họa lớn cho Tần. Tần quốc thông minh, hãy nghĩ cách nào để hắn vì Tần đi một chuyến. Nước Ngụy đang vì chuyện xưng vương mà kéo dài thời gian, hay là phái Trần Trần đi sứ Ngụy Hàn giải quyết chuyện này? Đúng vậy, nếu như Tề vương biết gián điệp mà mình phái đi trở thành sứ thần nước Tần, sẽ có cảm tưởng gì? Như vậy mạng sống Trần Trần sẽ gặp nguy. Vậy thì càng tốt. Nước Tề muốn giết, Tần ta muốn giữ, Trần Trần sẽ buộc phải ở lại. Nếu như trong trò chơi này có chút sơ suất gì, nếu hắn thật sự bị nước Tề giết thì không liên quan đến quả nhân. Uống rồi à? Tướng quốc đại nhân, xưng hô sao vậy? Tướng quốc là tướng quốc, đại nhân là đại nhân. Tướng quốc đại nhân, văn lý không thông. Xin chào.
Tiên sinh à, chắc là Tướng Quốc đại nhân đã uống nhầm thuốc rồi. Cẩn thận một chút nhé. Hôm nay làm sao vậy? Cứ nói sắp tôi mãi. Trần Trần, tôi hỏi huynh, tôi và huynh không thủ oán, thế sao lại hại tôi? Kẻ không lọt vào mắt Trần Trần, Trần Trần không thể làm hại. Những kẻ ngông cuồng tôi gặp nhiều rồi, trước mặt tôi huynh đừng giở trò này. Danh nghĩa là hạ nhân, thực chất là mật thám. Theo luật Tần, một khi bị phát hiện, giết ngay không tha. Trường nghi tôi mến huynh là nhân tài, đến cửa huynh gặp vua nhận chức, tại sao vừa gặp đã dùng lời ác hiếp chúa công? Tôi không có ý làm cho Tần, Tần Quốc lại liên tục dồn ép. Đó gọi là tự mình chuốc lấy. Không có ý làm cho Tần, cũng đâu cần buông lời độc ác. Mà thôi, Trương Nghi tôi tự mình chuốc lấy. Trương Nghi tôi không biết tài. Trương Nghi tôi đề cao mình quá. Mời. Mời tiên sinh cứ đi. Mới rời khỏi cung, giờ lại bắt đi. Khổ thay, Tô Huyên cô nương nói tiền phòng của tôi chưa trả, đành phải ở lại thêm vài ngày. Huynh đi đi, tiền phòng tôi sẽ trả. Tướng quốc có thể trượng nghĩa như vậy mà không tính lợi nhỏ. Trần Trần tạ ơn tướng Tần. Trương Nghi, để tôi đi thật sao? Đi đi. Chắc tôi nhiều chuyện. Nếu không làm rầm rộ, cứ để huynh âm thầm trở về, cũng không gây ra nhiều rắc rối như vậy. Lâu nay Trương Nghi có thể coi cái giả giống như thật vậy. Không cần nói linh tinh. Tô Huyên cô nương cũng nói như vậy. Cô ấy nói thế nào? Tô Huyên cô nương đã miêu tả tỉ mỉ khí thế hiên ngang khi Tướng Quốc vào Tần một lần. Có muốn nghe Tô Huyên cô nương nói huynh thế nào không? Cô ấy nói sao? Bây giờ thì huynh đi đi. Tại sao phải vội vàng vậy? Trần Trần, tôi biết huynh vào Tần là thăm dò Tần giúp cho nước Tề. Tôi có lòng tiến cử huynh, cũng biết huynh sẽ không làm cho Tần. Thật lòng mà nói, chúa công muốn dùng kế phản gián để Tề Vương nghi ngờ huynh. Phản gián thế nào? Đi sứ Ngụy Hàn. Tần quân quả là có thủ đoạn. Bỏ đi. Chuyện này là do tôi mà ra. Huynh đi đi. Việc còn lại tôi sẽ giải quyết. Nếu vậy thì khó cho Trương Nghi rồi. Chuyện đến nước này còn có thể làm gì nữa? Cũng may là huynh đã gặp phải tôi. Nếu là Chiêu Dương hay Điển Anh thì huynh chết rồi. Trần Trần tạ ơn Trương Nghi. Nếu tôi nhận lời đi sứ Ngụy Hàn thì sao? Mọi người nói Trương Nghi là kẻ trục lợi, bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng có tình thương người. Mọi người nói Tần Quân là vua hổ sói, nhưng thật sự có lòng mến tài. Tôi không làm phiền huynh, cũng không liên lụy huynh. Chuyện đi sứ Ngụy Hàn ổn thỏa, tôi mới rời Tần.
Sứ Tần tên Trần Trần có lai lịch thế nào? Theo lão thần được biết, là Tề Vương bỏ ra nhiều vàng mời tới giảng bài ở Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung chẳng phải là nơi thích nói không của danh sĩ mắt cao tay thấp sao? Với lại, nước Tề mời hắn mà, sao hắn lại tới Tần, còn làm khách khanh của nước Tần nữa? Nước Tần khiến người ta thích. Lại nữa rồi, lại muốn nâng chí khí người khác. Nước Tần khiến người ta thích nghĩa là sao? Chắc là nước Ngụy khiến người ta chê, người ta ghét chứ gì? Huệ Thi, quan hệ quân thần chúng ta không phải tầm thường. Ông muốn khích lệ quản nhân thì cứ nói thẳng, chứ đừng vòng vo chửi ta. Gì mà nước Tần khiến người ta thích? Nếu ông muốn tới Tần, quản nhân phái người đưa ông đi. Đại vương. Được, được, được. Đang nói tới đâu rồi? Tên Trần Trần là người thế nào? Trần Trần từ nhỏ đã nổi tiếng là cao thượng, liêm khiết, tuyên dương chu lễ, lo liệu phương đạo. Vậy mà lại nương thân ở Tần. Tần quân đúng là có tài chiêu mộ nhân tài. Lão thần không có ý mỉa mai gì hết. Ta nghe thấy toàn là mỉa mai, chứ không thấy khích lệ gì cả. Đại vương, tốt nhất ngài nên nghĩ nên làm sao ứng phó với chuyện nước Tần xưng vương, chứ đấu khẩu với lão thần để làm gì? Sứ Tần Trần Trần bái kiến Ngụy vương. Tiên sinh có gì chỉ giáo? Mấy tháng trước, Ngụy xin Tần rút binh dùng chiến. Ngụy tướng Huệ Thi đi sứ hòa đàm, xin Tần cho Ngụy cầu hòa, để rõ ràng việc hợp binh giữa Tần và Ngụy. Tần quân muốn xưng vương ở Long Môn, thành tâm mời Ngụy vương tới dự lễ hội minh kết hảo. Ngụy tướng Huệ Thi tán đồng ý tốt của Tần, hứa về nước sẽ thúc đẩy chuyện này. Tần quân cho là việc này quan trọng, nên lệnh cho tệ thần làm đặc sứ tương viên đi sứ sang Ngụy. Tần quân có tài gì mà dám đánh đồng với Hạ Vương Đại Mưu chứ? Hôm đại lễ của Ngụy Vương cũng là cưỡi xe hạ xưng Hạ Vương. Nước Tần cũng chỉ là làm theo quý quốc. Không đi. Ý đại vương là không tham gia phương điển của nước Tần. Người có lỗ tai không? Đại vương có đọc hết quốc thư không? Lão tướng quốc có phải đã nhiều lần chuyển lời của tướng Tần Trương Nghi cho đại vương không? Tần quân cắt đất mời khách, chiêu đãi hào phóng như vậy, đại vương cũng không động lòng. Hai nước Ngụy Tần đã thù địch với nhau mười mấy năm, chiến trận không ngừng, tử thương vô số. Vốn dĩ quý quốc phải cắt miệng một vùng đất rộng lớn thuộc về Tần. Bây giờ không những Tần quân không cần, mà còn trả lại hai vùng đã chiếm lĩnh là Tiêu Thành và Khúc Ốc. Còn không mất một binh một tốt, là việc làm tốt biết mấy. Người to gan dám mỉa mai quả nhân, thần không dám. Thần thật lòng suy nghĩ cho đại vương và nước Ngụy. Long Môn cách Đại Lương chỉ có trăm dặm, có thể đi về trong ngày được. Quả nhân bị ốm, không tiện ra ngoài. Bị ốm thì mời danh y tới khám.
Tệ thần hay đi thăm các nước nên đã kết thân với không ít danh y. Nếu đại vương thấy hứng thú, tệ thần sẵn lòng tiến cử. Không biết đại vương bị mắc bệnh gì? Sứ Tề. À, nhầm. Sứ Tần. Đúng là nhiệt tình quá. Cũng không đúng. Rốt cuộc nên xưng hô với tiên sinh là Sứ Tần hay Sứ Tề? Thật là khó cho lão phu quá. Huệ tướng không cần khó xử, cứ gọi tôi là Trần Trần. Sao lại chạy sang nước Tần vậy? Mấy chuyện đổi chủ không phải là hiếm. Lúc ở Tần, tệ nhìn thấy không ít người ngụy. Người có tiếng nhất, có quyền nhất chính là Trương Nghi. Người đừng nhắc tới tên khốn đó. Ý tưởng xúi Tần xưng vương là do hắn đưa ra đấy. Tần quân có ý này trước, Trương Nghi chỉ là ra sức tác động thôi. Lúc tệ thần tới, ngụy chúa công nhiều lần dặn dò, nếu ngụy vương có thời gian thì làm phiền vào Tần. Cho dù là xứ Tần hay xứ Tề tiên sinh, đều không cần phải nói rông dài nữa. Vua tôi không được khỏe, đã nói không đi rồi. Nếu đại vương không đi, tôi không biết làm sao ăn nói với Tần quân. E là nước Ngụy cũng không biết ăn nói sao với Tần. Hôm trước lúc lão tướng quốc gặp Trương Nghi, chẳng phải đã đồng ý chắc chắn sao? Lão phu đồng ý hồi nào? Lão phu chỉ nói là khi về sẽ bàn bạc lại với đại vương rồi mới quyết mà. Bàn bạc gì chứ? Ngụy vương ta cần gì phải trình bày với nước Tần? Tệ thần đặt mình ở ngoài Tần, Ngụy xin can gián đại vương nước Tần. Tuy mưu đồ có ý với Ngụy, Tần Ngụy cũng có thủ oán, nhưng Long Môn xưng vương lại là thời cơ tốt cho nước Ngụy đã nhiều năm chiến trận. Thời gian trước đại vương và nước Hàn xưng vương, hơn nữa còn định liên kết với Triệu. Như vậy không những khiến nước Tần cảnh giác mà còn chọc tức nước Tề, nước Sở. Bành Thành xưng vương, nước Ngụy bị Sở đánh. Hội minh chưa tới một năm thì nước Tề sẽ bỏ minh ước rồi cướp thành của Ngụy. Huống hồ mấy năm nay Ngụy và Tần chinh chiến liên miên, nước Ngụy thua nhiều thắng ít, đại cuộc đã rõ ràng, không còn nhiều cơ hội để chọn lựa. Tệ thần ăn nói thật thà, đã mạo phạm đại vương. Lời tiên sinh nói là phục tùng nước Tần. Sau này Ngụy Hàn phải nhìn sắc mặt của nước Tần. Cũng có thể nói vậy. Có lý nào là vậy? Thật ra tôi cũng biết như vậy đại vương rất khó làm. Nhưng bây giờ tình thế ép buộc, chỉ bằng thuận theo tình thế. Hơn nữa cũng có thể loại bỏ minh họa, không bị Tề Sở xâm chiếm. Đây cũng là cách thích hợp nhất và cũng giữ được thể diện nhất. Cùng nhau thừa nhận phong hiệu vương, nhận lại thành trì đã bị mất. Đại vương, ông thấy sao? Xin mời tiên sinh về dịch trạm nghỉ ngơi. Đợi phụ vương đích thân thảo quốc thư giao cho tiên sinh. Sao hả? Vậy thì cáo từ. Phụ vương, giúp Tần điều khiển xe mở đường, so với mất thành mất đất càng nhục nhã hơn. Nhi thần khẩn xin phụ vương không nên vào Tần dự lễ. Sĩ diện của phụ vương con đã mất quá lâu rồi, mất thêm lần nữa cũng có là gì đâu. Con phải nhớ suốt đời không được khinh địch nữa. Rõ. Phụ vương, nếu không thể từ chối, vậy xin để nhi thần vào Tần. Nước Tần đề nghị xưng vương, nếu nước Ngụy phái thái tử tới tham dự, chẳng phải lại để nước Tần kiếm cớ nữa sao? Vậy nhi thần sẽ đi cùng phụ vương. Còn phải nhớ, phụ vương có bị nhục nhã cũng không sao. Điều khiển xe cho Tần, mở đường cho Tần vương, đó chính là nỗi nhục của nước Ngụy.
còn không được quên, phải vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Sau này giúp phụ vương lấy lại danh dự đã mất, còn phải nhớ lãnh thổ nước Ngụy đã bị mất, con phải đoạt lại cho ta. Dạ. Bãi Triều. Vua ta vạn niên. Huệ tướng, mời huệ tướng dừng bước. Cúi đầu chịu lép vế như vậy, ta không chấp nhận được chuyện này. Đành chịu thôi. Giờ đánh không lại, đành phải nhịn nhục. Nhưng không được sống tạm bợ. Nước Ngụy vẫn phải dựa vào đại vương và thái tử, nếm mật nằm gan chăm lo việc nước. Nhưng nước khác có mượn cớ làm loạn không? Không đâu. Giờ không có nước nào dám tùy tiện khiêu chiến với Tần đâu. Nước Tề cách xa nhau như vậy, cho dù nước Tề có lòng, e là cũng không kịp. Nếu như ta mang tên Trần Trần giao cho nước Tề thì sao? Thái tử tuyệt đối không được hành sự lỗ mãng. Nếu như lời thái tử nói đến tai nước Ngụy, cũng sẽ đắc tội luôn với cả nước Tề đấy. Nước Ngụy không ra mặt. Tiên sinh vẫn ngủ ngon được sao? Điền Bình, huynh muốn làm gì? Vua tôi đối đãi tiên sinh với nhiều bổng lộc chức cao, tiên sinh sẽ báo đáp nước Tề sao đây? Bị người ta kèm kẹp, không thể không làm vậy. Điền Bình, chuyện này xong rồi tôi sẽ về Tề. Vua tôi sợ là không đợi được nữa. Điền Bình, tôi giờ là sứ Tần, huynh là sứ Tề, không được lẫn lộn. Nhưng mà bây giờ tiên sinh là nghịch thần của nước Tề. Huynh đi đi, mau. Hỗn xược. Tướng quốc đại nhân, trưởng quỹ ở đằng sau, để tôi dẫn ông đi. Không cần đâu. Người đừng lại đây, làm việc đi. Lần nào nịnh bợ cũng không nể mặt. Tô Huyên cô nương, Tô quốc đại nhân tới để trả nợ cho Trần Trần đại nhân nào. Ngoài chuyện trả nợ, cô còn nhớ gì nữa không? Tôi nhớ nhiều chứ. Mấy hôm nay tôi có nhớ tới tướng quốc đại nhân. Cô nhớ gì tôi vậy? Nhớ tới quốc chính đại sự của tướng quốc đại nhân. Chuyện này cô không cần nhớ. Tôi cứ nhớ đấy. Tôi đang muốn hỏi tội, tại sao lại tổ chức vương điển ở Long Môn? Thành Hàm Dương tốt biết mấy, Long Môn xa như vậy, ai đi được? Tôi hiểu rồi. Nếu tổ chức ở Hàm Dương, khách khứa nườm nượp, làm ăn sẽ thuận lợi, đúng không? Đúng vậy. Huynh nhìn xem, giờ người ta đi Long Môn hết rồi, thành Hàm Dương lạnh tanh. Không sao, đi cùng tôi đi, đi cho biết náo nhiệt là thế nào. Không rảnh. Tới lúc đó thành Hàm Dương trống không, làm ăn ế ẩm, cần gì phải ở lại giữ chứ? Huynh quản được sao? Tôi muốn quản là quản được. Huynh nói gì hả? Ý tôi nói thật nhé. Cô nương đừng nghĩ tôi hời hợt. Ý của tôi là... Khoan, đừng nói. Tại sao? Tôi
Tôi, chưa có dự tính. Còn dự tính gì nữa? Sau này chuyện của cô nương tôi sẽ lo hết. Phải những việc phải suy nghĩ, phải tốn sức, Trần Nhi tính giúp cô. Huynh á, dựa vào đâu? Dựa vào đâu à? Ở nước Tần tôi còn tính giúp cho chúa công. Quán trọ nhỏ như tôi hiện này, tôi không có ý gì đâu. Không có ý gì thật à? Nói thật là cũng có. Đợi đại điển Long Môn kết thúc, tôi cũng coi như công thành danh toại rồi, thì cũng nên làm một việc lớn. Sao cô nương không hỏi tôi là việc lớn gì? Thì huynh nhất định sẽ nói. Đợi vương điển kết thúc rồi mới nói. Người ta muốn nói nhấn mạnh, cô nương phối hợp giúp đi. Đang bận lắm, không rảnh. Tướng quốc, buông ra. Tướng quốc, quan gia đang tìm ông. Ra ngoài. Bẩm tướng quốc, Trần Trần tiên sinh bị nước Tề bắt cóc rồi. Trần Trần bị nước Tề phái người bắt cóc. Chúa công, chuyện do thần mà ra, thần sẽ tới nước Tề đòi người ngay lập tức. Tướng quốc khoan vội, phải suy nghĩ kỹ đã. Nước Tề vốn dĩ cố ý phá hoại đại lễ của ta. Quả nhân phái người đi mời dự lễ đã bị cử tuyệt. Nếu làm lớn chuyện này sẽ gây bất lợi cho Trần Trần. Thần không muốn mang tiếng hại người khác. Vì thần đòi đất Hà Tây, vị vương hận thần đến tận xương tủy. Lúc trước Huệ Thi tới tần bàn chuyện cắt đất, thần bị ép phải lật lại nợ cũ. E là nếu lần này thần đi nữa sẽ làm hỏng việc lớn. Cho nên mới phái Trần Trần đi để làm yên chuyện. Không ngờ vẫn xảy ra bất chắc. Nước Tần với nước Tề sau này nhất định sẽ có một trận chiến, nhưng không phải bây giờ. Hiện giờ việc quan trọng nhất là lấy cớ xưng vương, bắt được Ngụy Hàn. Sẽ có ngày không còn Ngụy Hàn nữa. Nước Tần, nước Ngụy biên giới gần nhau, vậy hãy chờ đao binh gặp nhau. Chỉ sợ Trần Trần không chờ được tới ngày đó. Không đâu, Tề vương ham hư danh, không làm gì Trần Trần đâu. Trần Trần là phù tiết của nước Tần, nhưng lại bị nước Tề bắt. Đúng là ức hiếp người ta quá đáng. Chúa công, để tuyên triệu sứ thần nước Tề trú đóng ở Tần, để khi về gặp Tề vương cảnh báo Tề vương. Nếu muốn xử tệ với nước Tần, thì nước Tần cho rút sứ thần ra khỏi nước Tề. Rút sứ thần về, như vậy là tuyên chiến. Không cần vội phát binh, nhưng có thể tạo ra dư luận điều binh hàm cốc, mượn đường Ngụy Hàn. Thần nghĩ nước Tề sẽ run cầm cập một thời gian. Tốt. Cũng tốt. Trước ngày đại điển cứ làm vậy đi. Đánh vào vẻ kiêu ngạo của Tề, cũng làm cho các nước khiếp sợ. Bái kiến quốc phu nhân. Bái kiến quốc phu nhân. Bái kiến quốc phu nhân. Dạo này phu nhân khỏe không? Cũng khỏe. Nhìn cô ta ăn mặc kiểu nhà quê quá. Buồn cười thật. Đúng là không hợp, không giống bậc vương phi chút nào. Bọn họ đang nói gì về bản cung vậy? Phu nhân, vào ngồi một lát rồi về nhé. Ta phải ngồi lâu, ta phải nghe xem họ đang nói gì về ta. Các vị phu nhân đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Chúng tôi đang bàn về y phục của phu nhân. Đúng là... Đúng là sao? Đúng là giúp chúng tôi mở rộng tầm mắt. Cách ăn mặc của phu nhân, thần thiếp các nước chưa từng thấy. Y phục này của phu nhân là dành cho buổi đại lễ. Hôm nay chỉ là bữa tiệc bình thường, không cần phải rườm rà quá. Châm cài tóc là châm ngọc, không hợp với vòng vàng.
Phu nhân là người nước Sở, ít khi qua lại với Trung Nguyên, làm sao biết y phục nào hợp với phục sức nào chứ? Chắc là nước Sở ở cách xa phía Bắc, không thích sử dụng phấn son. Cô nói đúng. Bản cung thật sự chưa từng nghe tới son phấn. Nhưng tôi biết, cho dù tôi có bôi son phấn, e là các vị cũng sẽ cười tôi. Cũng may bản cung chưa tới lúc phải dùng tới son phấn bôi mặt để che giấu nếp nhăn. Phu nhân, cô nhìn khuôn mặt của cô đi. Cô cười lên, lớp phấn của cô liền rơi lã chã xuống kìa. Nghe nói cái này đắt lắm. Lần sau nếu cô muốn cười thì bảo nô tỳ lấy hai tay hứng. Lời của phu nhân khiến người ta thấy vui quá. Vui cái con khỉ. Ta được gả vào Tần cung lâu như vậy mà phấn son là cái gì ta cũng không biết. Phu nhân, muội muội đừng bực mình. Thần thiếp không bực. Các quý phụ này được đi khắp các nước, tầm nhìn rộng mở. Y phục, phục sức đang thịnh ở Trung Nguyên đã có người chuyên đặt mua, thậm chí còn được đặt mua theo sở thích cá nhân. Nước Tần không bị được với Ngụy Hán, không thường xuyên có yến tiệc, cho nên trước giờ muội muội không biết những thông tin này. Nước Tần phải gọi là nước nghèo, sơn cùng thủy tận. Còn người thì buồn bã, ngoài đánh trận ra thì chỉ có làm ruộng. Quê chết đi được. Được rồi, đừng có than vãn nữa. Để Tiểu Mi giúp muội. Đi theo ta. Rõ ràng là hương liệu giống nhau mà lại được đựng trong những cái hộp khác nhau. Còn cái này nữa, màu sắc sặc sỡ mà lại không có mùi, giống như sáp vậy. Đó là son môi, tên gốc là Yên Chi. Nước Yên sản xuất nhiều, dùng để bôi lên môi, không phải hương liệu. Còn được trong hộp ngọc nữa. Không lẽ vật này còn đắt hơn ngọc? Vì đường xá xa xôi, vận chuyển tới Trung Nguyên gặp nhiều trắc trở, cho nên giá đắt hơn vàng. Vậy thì cho người chuyển tới mấy xe, chẳng phải sẽ phát tài sao? Đường đến nước Yên không những xa xôi, mà trên đường còn có binh có cướp. Những người kinh doanh sản phẩm này đều phải thí mạng. Vận chuyển tới Trung Nguyên phải 1-2 năm, tới nước Tần thì ít hơn. Muội xem có đẹp hơn không? Lúc mới vào Tần cung, bọn họ đều nói Tần cung thế lực hiểm ác, không ngờ tỷ tỷ đối xử với muội như là ruột thịt vậy. Đại vương, được rồi, cho xe nghỉ chút đi. Ta còn chưa quen tay, luyện thêm lát nữa đi. Đại vương, điều khiển xe trong buổi lễ Tần vương chỉ là hình thức thôi, làm lại một lát là được rồi. Vậy sao được? Có đông người như vậy, người Trung Nguyên này, rồi là Nhung Địch, mọi người đều nhìn vào. Ta là đại diện cho nước Hàn, nếu giống như mấy phu xe trên phố thì không đẹp. Tần vương yêu cầu như vậy, đại vương không thấy nhục cho quốc thể sao? Nhục gì mà nhục, giao hảo với nước Tần không phải luôn là ý của tướng quốc Khanh sao? Đó là kế tạm thích nghi. Thiên hạ các nước có ai dám giao hảo với Tần đâu chứ? Tạm thời thích ứng cũng phải cẩn thận, những tiểu tiết này cũng phải chăm chút.
Lỡ bất cẩn đắc tội với nước Tần sẽ giống như nước Ngụy, bị đánh cho răng rơi đầy dưới đất, không phạm được đâu. Đội xe dừng bước, mời xuất trình giấy thông quan. Tiểu nhân to gan mời thái tử xuất trình sách lụa, chỉ là thơ phú vẽ lung tung trên đường đi, không dám làm phiền tướng quân xem qua, mời thái tử tạo điều kiện cho tiểu nhân. Địa danh ghi trong này bị sai, binh lực chú thủ cũng viết sai rồi. Nếu thái tử có hứng thú với các điểm đóng chốt quan phòng của nước Tần, tệ thần sẵn lòng giới thiệu tướng quân trấn thủ ở đây, giải thích rõ cho thái tử. Không cần. Không cần đâu. Chỉ là đi đường chán quá nên vẽ lung tung thôi. Hàm gốc của Tần chỉ từ chối địch, thái tử là khách, có yêu cầu Tần phải đáp ứng. Cung nghênh Hàn Vương.多少情。